Trong hai ngày 18-19 tháng 3, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân Lao động Khu Công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Quỹ Vì Tâm Vóc Việt tổ chức khám sức khỏe, lưu động miễn phí cho 800 người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thuộc dự án Vì Mẹ và Bé, Vì Tâm Vóc Việt, giai đoạn 5. Tại chương trình người lao động được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Đồng Văn khám tổng quát, chụp x-quang, khám tai mũi họng, khám mắt, da liễu, siêu âm, thông qua chương trình giúp người lao động có thể phát hiện kịp thời những bất thường tiềm ẩn trong cơ thể. Những bệnh lý nếu được phát hiện sẽ có hướng can thiệp và điều trị sớm, giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, người lao động cũng được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, điều chỉnh chế độ làm việc, thay đổi lối sống nhằm loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây bệnh, phòng tránh bệnh hiệu quả. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa có phần chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Trong khuôn khổ chương trình, dự án cũng tổ chức hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi dậy thì cho người lao động.